Dạ em Minh Tông xin kính chào cả nhà. Hôm nay thì Minh Tông đang có mặt tại khu vực phường Bình Phước, thành phố Nha Trang. Thì hôm nay Minh Tông sẽ tiếp tục quay và gửi đến cho anh chị cho mình một cái sản phẩm, một căn nhà, một cái nhà cấp 4 hiện tại đang nằm rất là gần biển ha anh chị ha. Từ căn nhà mà đi ra đây thì mất khoảng 150m thôi. Thì hôm nay thì Minh Tông sẽ review và gửi đến cho cô chú anh chị một sản phẩm nằm khá là gần biển. Đây gần như là cái bãi tắm buổi chiều rất là đông khách tại khu vực Hoàng Trồng, thành phố Nha Trang ha cô chú anh chị ha. Đứng đây thì anh chị có thể nhìn thấy được bãi Hoàng Trồng, bãi tắm và cái khu du lịch Hoàng Trồng. Mặt phía bên này sẽ là khu chung cư Mường Thanh Nguyễn Triều nha cả nhà. Và mặt phía trước đây sẽ là đoạn đường Phạm Văn Đồng. Thì ngày hôm nay á, cái đơn giá sản phẩm này Minh Tông thấy cũng khá ổn và lô đất rất là vuông vắn, 102m2, 102,6m2 và đường ô tô đi vào tới nơi. Thì bây giờ Minh Tông sẽ quay từ vị trí ở phía ngoài biển và đi vào phía bên trong cho anh chị nhà mình xem để anh chị dễ hình dung ha. Buổi chiều anh chị nhà mình đi tắm biển nó sẽ như thế nào nha. Đó, buổi sáng này là gần như khách du lịch ngồi rất là đông. Đó, hiện tại là em đang đứng ngay góc ngã ba của đường Phạm Văn Đồng và đường đường Đặng Tất nha cả nhà. Đây. Đó, đoạn đường Đặng Tất là nó khá là rộng rãi với cái giá trị đất ở mặt tiền này nó đã hơn 100 triệu trên một mét vuông rồi nha anh chị. Đó, loanh quanh đây thì khách sạn mua bán rất nhiều. Thì em đang trên đoạn đường chạy vào phía bên trong cả nhà. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì đây có 100 mét thôi. Anh chị nhà mình có nhu cầu mua nhà gần biển thì đây là sản phẩm khá hợp lý, bởi vì nằm rất là gần với bãi tắm mà buổi chiều khách du lịch và dân ở đây người ta đi tắm rất nhiều nha anh chị nha. Đây là mặt đường Đặng Tất nó khá là ngắn rồi, và khoảng là 300-400m thôi là để hết đường. Thì anh chị chạy tới cái đoạn đường này, anh chị cua vào thôi. Đó, đoạn đường này thì một cái ngõ cua vào khoảng 4m, phía bên ngoài là một cái quán cà phê. Ở phía trong này thì là một con cái đường cục thôi nha anh chị nha, là đường cục, nhưng mà đường ô tô vẫn đi vào được tới nơi, nhưng mà có điều là không quay đầu được thôi, anh chị bắt buộc phải dê vào và đi thẳng ra. Đó, anh chị cua vào một chút xíu thôi, anh chị chỉ cần cua vào khoảng 20m là đã tới rồi. Đây, cái nhà ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho anh chị là nằm ngay góc này nha. Căn nhà này có diện tích 102,6m2. À, đứng từ đây nhìn vào, đứng từ đây nhìn nhìn thẳng ra ngay vị trí đường Đặng Tất thì sẽ nằm ngay góc đó nha anh chị nha, khá là gần. Lên quanh đây thì gần như là nhà dân với lại căn hộ mini cho thuê. Ở góc bên này sẽ là hai cái căn hộ mini cho thuê nha anh chị ha, và phía trong kia sẽ là cái khách sạn. Đường này buổi tối thì có quán ăn uống bán đồ Hàn Quốc phía bên trong khá là đẹp nha anh chị. Đó, kinh doanh cũng khá tốt. Thì với cái sản phẩm này hiện tại là nó đang có 102,6m2. Đây, em sẽ zoom lại cho anh chị xem. Bề ngang được 5m1 nha cả nhà. Đó, nằm ngay vị trí này. Từ đây kéo qua được 5m1, địa chỉ là 37,6 Đặng Tất nha. Đây, nắng nha. Rồi, em sẽ đi vào phía trong quay cho anh chị cho mình. Đây là cái khu vực của để xe. Nhà này có diện tích dài gần như là tới 20m. Đó, ngang 5m1 dài 20. Đây, anh chị thấy không ạ? Ngang 5m1 dài 20, 19,7. Mặt tiền được 5m1, hẻm này thì được rộng 4m nha cả nhà. Từ đây đi ra biển rất là gần luôn. Để em đo trên map cho anh chị luôn nè. Em sẽ chấm cái vị trí từ ban hồ đẩy mà đi ra. Đó, ngay vị trí hồi nãy là em đứng là ngay chỗ cái chấm màu đỏ nha anh chị. Mình đi ra đó thì mất khoảng 270m nè. Đó anh chị ha, đi ra khoảng 3 phút. Rồi, ok. Thì bây giờ Minh Tông sẽ quay tiếp cho anh chị nhà mình. Đó, sổ đỏ thì em cũng sẽ đưa lên màn hình cho anh chị nhà mình xem hết luôn. Cái mặt tiền đây. Mặt tiền ngang 5m1 rất là rộng rãi, khu vực này gần biển mà ngang 5m là rất ok rồi anh chị. Đó, sân phía trước thì đậu được một chiếc xe máy. Nếu mà làm cái cổng lại một chút xíu thì xe ô tô vẫn chạy được vào phía bên trong nhà nha cả nhà. Rồi đây. Ở nhà này hiện trạng là nhà cấp 4 nha anh chị nha. Hiện tại là nó có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ và vị trí sân sau.
Đây là cái phòng khách này anh chị nha. Hiện tại chỉ có cái nhà nhà thô thôi, còn phách thì gần như là không có gì nha chị nha. Bán đơn giá thì hiện tại đang có mức chào là 7 tỷ cho anh chị, giá còn thương lượng nha anh chị nha. Sổ đỏ đầy đủ hết rồi. Thì gần như là bán đất có phần nhà, có tặng cái căn nhà ở trên đất luôn cho anh chị. Thì ngày hôm nay em quay cũng khá nhanh, em quay khoảng 10 phút cho anh chị thôi. Thì ở đây là vị trí của không gian bếp phía dưới đây anh chị. Thì với cái không gian bếp này hiện tại là chủ đang làm lót đá granite thôi, còn anh chị nào có nhu cầu thì mình bắn thêm tủ dính tường ở trên thì mình làm thêm thôi anh chị nha. Gần như là bán đất tặng nhà thôi nha cô chú anh chị. Thì giá vẫn còn thương lượng thêm, sổ sách thì rất là vuông vắn, khá là đẹp. Đó, hiện tại phía dưới đây đang có là hai phòng, phòng ở trong này thì có sẵn cho anh chị là một cái máy lạnh rồi đó, có gắn sẵn một cái máy lạnh. Nhà này thì anh chị ở ngoài Hà Nội nên rất ít về đây ở nha, hiện tại lâu lâu mới về thôi, về gần như là đang cho thuê thôi, có một số bạn sinh viên đang ở hơn chị ha, đó một năm mới về đây được một hai lần thì bây giờ anh chị bán thôi chứ còn để không nó cũng phí. Rồi tiếp tục bên này nha, thì đây là cái căn phòng tiếp theo. Đó, phòng này nó cũng có một cái máy lạnh lót trần thạch cao cho anh chị như kiểu này rồi. Đó, hiện tại là nhà thô không có gì hết, không có nội thất không có gì. Đó, sản phẩm thì hôm nay nó chỉ đơn giản là như thế thôi nha cô chú anh chị ha, đặc biệt là cái vị trí nằm khá là gần biển. Đó, đây là khu vực phía sau là bao gồm là toilet và cũng như là chỗ phơi đồ nha, rất rộng. Nhà này dài ngang 5m1, dài lên tới là 20m, rất rộng rãi luôn. Nhà này có bản xin giấy phép xây dựng xây được 7 tầng nha cô chú anh chị ha, đã có bản xin giấy phép xây dựng rồi nhưng mà chủ nhà hiện tại không muốn ở nữa thì bây giờ chủ sẽ không xây và chủ bán nha anh chị nha. Đó, về tổng quan thì em sẽ quay như thế này. Đó, rất rộng. Xe ô tô thì mình làm lại cái phần cổng chút xíu là mình cho xe vào phía trong luôn vẫn được nha anh chị nha. Ok anh chị. Thì sản phẩm ngày hôm nay em xin nói lại là diện tích là 102,6, đơn giá là hiện tại là giá 7 tỷ, giá còn thương lượng thêm, giá vẫn còn thương lượng. Nhà cửa trong đây thì gần như là kín hết rồi, không có còn trống một cái chỗ nào hết. Đó, xét bên đây là quán cà phê, bên kia là tòa căn hộ. Đó, với cái căn này anh chị mua anh chị xây kiểu căn hộ cho thuê như hai cái sản phẩm bên này thì cũng khá là ổn nè chị ha. Đơn giá hiện tại những cái căn phía bên này căn hộ mini đang giao thuê rơi vào khoảng 4 triệu cho một tháng nha cả nhà. Đó. Rồi. Đây là địa chỉ nha anh chị, 37/6 Đặng Tất nha, nằm cách biển 270m. Em đo trên map là 270m đi. Thì anh chị nhà mình quan tâm thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình là 0905 802187, em sẽ gửi thông tin chi tiết đến cho cô chú anh chị nhà mình. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Mình Tông xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.